Xin chào anh em nhé. Nay tôi muốn nói về chiếc Hyundai Tucson mới, cái phiên bản facelift ấy. Cụ thể là nó có 3 phiên bản xăng. Trong 3 phiên bản xăng này thì tôi chỉ thấy một phiên bản là đáng mua. Cụ thể nó là như thế nào thì cùng tôi phân tích trong video. Đây là giá của 3 phiên bản xăng. Bản 2.0 tiêu chuẩn 769 triệu, 2.0 đặc biệt 859 triệu, 1.6 turbo 979 triệu. Nhìn giá này thì nó cũng cũng được đấy đúng không? Giá khởi điểm từ 769 đến 979 nghe thì cũng thấy hợp lý. Đúng là hợp lý nếu mà không có đối thủ. Nhưng nếu nó đặt trong bối cảnh có rất nhiều đối thủ vây quanh thì tôi chỉ thấy một bản nó đáng mua thôi. Cái bản sang tiêu chuẩn có phải là cái bản đáng mua theo đánh giá của tôi? Câu trả lời là không. Nếu mà nhìn sang những cái trang bị trên bản tiêu chuẩn của CX5 thì có thể nói Túc Sơn 2.0 tiêu chuẩn là cái phiên bản kẹt xì. Thế trước nó như nào thì cái bản facelift này nó cũng không được hào phóng hơn là mấy. CX5 tiêu chuẩn nó được trang bị mâm 19 inch Trong khi túc sơn tiêu chuẩn thì sao? Mâm 17 inch CX5 tiêu chuẩn nó có thêm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi Và có gương chiếu hậu chống trói tự động Cái duy nhất mà tôi thấy túc sơn nó nhỉnh hơn là cái màn hình giải trí Nó lớn hơn Cái màn hình giải trí này nó cũng to đấy Nhưng mà đổi lấy mâm 19 inch, đổi lấy cảnh báo điểm mù Đổi lấy cái phương tiện cắt ngang khi lùi Và đổi lấy gương chiếu hậu chống trói tự động Sao mỗi cái màn hình mà đánh đổi được nhiều thế trong khi giá 769 là còn đắt hơn chiếc xe năm mấy chục triệu Nếu anh em lựa chọn xe theo phong cách thực dụng Thì theo tôi đánh giá chiếc xe năm 5 bản tiêu chuẩn Nó vẫn đáng lựa chọn hơn chiếc túc sơn bản tiêu chuẩn Hoặc là anh em mua for Territory bản tiêu chuẩn cũng được Nó cũng không bị cắt thê thảm như này Bây giờ chúng ta còn lại hai phiên bản và rất nhiều anh em nghĩ chắc chắn là cái phiên bản cao nhất 1.6 turbo là cái phiên bản mà tôi đánh giá Nó là đáng lựa chọn nhất rồi Xe full option nào mà chả ngon Tôi thì tôi cũng định thế đấy nhưng mà đến khi tôi nhìn được cái hình ảnh này đây là cái ảnh của anh việt hưng bên thế giới phương tiện chụp khi tham gia cái hình trình trải nghiệm của thục sơn thì khi mà tôi nhìn thấy cái ảnh này ủa tôi tự hỏi sao phải có cái này lại còn in riêng ra một tờ giấy độc lập tôi chưa bao giờ thấy hãng xe nào làm cái việc cẩn thận như này trước đó cẩn thận quá như này tự nhiên lại thấy lo nếu ai mà không đọc được tiếng anh thì tôi cũng giải thích qua nó là như này đây là cái tờ hướng dẫn cách xử lý khi mà thấy cảnh báo hộp số quá nhiệt nếu nó hiện màu da cam thì nên dừng xe một cách an toàn khi nó có màu đỏ thì bạn nên đỗ hẳn lại và vẫn để máy chạy cái hình thứ ba này là hiển thị thời gian chờ còn bao nhiêu lâu nữa thì nó nguội và khi nó nguội thành màu trắng như này thì anh em có thể tiếp tục đi và ở đây chúng ta có ghi chú này bỏ qua cái cảnh báo này có thể gây hư hại hộp số bây giờ lại phân tích cái từ bỏ qua cái chấm đỏ trên đồng hồ ấy, nếu mà lái có nhiều kinh nghiệm thì thỉnh thoảng họ sẽ liếc xem cái đồng hồ có gì bất thường không tuy nhiên tôi thấy rất nhiều người không có cái thói quen này đặc biệt là những anh em lái mới mắt lúc nào cũng dán vào đường căng thẳng mà rất nhiều người để phanh tay để đi mấy chục cây xong lại vừa đi thì vừa bật nhạc đấy. không nghe thấy trời đất là gì cảnh báo thì cũng mặc kệ nếu mà có thói quen nhìn đồng hồ ấy, thì không bao giờ có cái tình huống mà để quên lâu như vậy nhưng mà quên phanh tay thì tôi thấy nó cũng bình thường và nhiều người cũng quên và cũng không sao mà sao thì sửa nó cũng đơn giản Nhưng mà anh em thử tưởng tượng Quên cái cảnh báo quá nhiệt hộp số xem Nó có nghiêm trọng hay không Thứ nhất là sửa nó sẽ tốn kém hơn rất nhiều Mà sửa phanh ấy thì không bị mất giá xe Nhưng mà sửa số ấy Thì nó làm mất giá trị xe Bán lại mất giá lắm Nên là cái tờ hướng dẫn kèm cảnh báo này Tôi thấy nó hơi lạ Anh em đừng nói tôi suy nghĩ nó phức tạp hóa lên Có mỗi cái tờ giấy mà ông cứ làm quá Thứ nhất là suy nghĩ của tôi mà đơn giản ngây thơ Thì video của tôi nó chán ngay cộng thêm là những cái hãng khác tôi không thấy có cái tờ giấy này tờ giấy đặc biệt mà phải in riêng tần suất nó bị bao nhiêu lần mà phải cần cái tờ giấy này tôi không trả lời được nên là tôi nêu ra để anh em tự ngẫm đấy là một cái lý do thôi nhá còn một cái lý do nữa mà tôi thấy là cái bản này nó cứ kết hợp làm sao không gầm liền khối unibody kết hợp với hai cầu kết hợp với giá cao kết hợp với máy xăng bốn cái sự kết hợp này tôi thấy nó cứ lạo xạo thế nào nếu mà để chạy phố thì cái sự kết hợp này nó hơi thừa. Nhưng nếu mà đi off-road thì tôi thấy nó lạm xạo lắm. Chúng ta thấy là những con xe đi off-road ấy, nó như nào? Nó body on frame, khung xương nhìn nó to như cái đùi mình. Máy dầu, gầm cao chót vót. Đi off-road nó phải như thế. Tất nhiên là vẫn có một cái nhóm khách hàng đi off-road kiểu nhẹ nhẹ, camping nhẹ nhàng. Tuy nhiên khi mà chúng ta mua thì chúng ta phải đặt câu hỏi là Mình có hay đi như vậy không? Một năm mình đi mấy lần cái kiểu đường như vậy? Nếu mà trả lời được câu hỏi đó thì sẽ có lựa chọn của mình. Tóm lại trong ba cái phiên bản này thì tôi thấy cái bản 2.0 đặc biệt là đáng mua nhất. Hộp số lành này, trang bị đầy đủ, giá hợp lý. Anh em có thể cân nhắc cái phiên bản này thay thế chiếc xe 5 Xe 5 nhìn lắm cũng chán. Túc Sơn được cái nội thất nó tươi mới hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.